chung lại cái biển này luôn. Bây giờ tôi nói chí nhá, thứ nhất là cái biển này không đạt chuẩn, đúng chưa? Bởi vì cái vị trí cắm rất là sai, không đúng. Vị trí không đúng, vì đường người ta đang làm như này mà giờ tôi đi ở trên này mà cắm biển ở đây thì cắm biển cho ai xem, ai nhìn. Tài xế người ta đi ở đây mà có phải người ta đi đây đâu mà nhìn. Câu hỏi đồng chí vậy. Bây giờ tôi nói đồng chí nhá, đồng chí là người á, là làm mất thời gian của tôi, gây cản trở công việc của tôi, mà bắn tốc độ ở nơi không có biển đạt chuẩn trong quy định của pháp luật mà các đồng chí vẫn bắn tốc độ như vậy thì bây giờ tôi nói đồng chí này nhá, một tôi phản ảnh đến Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mà hai trực tiếp lên C67 tức là Cục Cảnh sát Giao thông Bộ, mà ba là đường dây nóng Cục Cảnh sát Giao thông 63 tỉnh thành trong đó có Huế mình đây. Đấy, bởi vì sao cái biển này mà bây giờ các đồng chí bắt lỗi tôi thì bây giờ ai người ta thừa nhận cái lỗi này, đồng chí bắt lỗi tôi. Còn bây giờ đồng chí muốn xem giấy tờ, tôi cho đồng chí xem giấy tờ, tôi đầy đủ giấy tờ. Dạ thì rõ ràng rồi, cái việc bây giờ hồi nãy bây giờ anh giữa tôi và anh thì làm việc là trên quan điểm là giống như tôi lưu ý đồng chí nhá, dạ. Tức là làm việc trên cái cơ sở pháp luật và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Thế ở đây á, là tôi nói đồng chí là cái biển này không đạt chuẩn. Đấy, trong cái biển báo mà hệ thống biển báo giao thông của Bộ Việt Nam không có biển nào mà cắm quy định cắm như này cả. Đúng chưa? Đồng chí là người thi hành pháp luật thì đồng chí thừa biết cái biển này nó có đạt chuẩn không, mà tôi đi ở đây mà cắm biển ở đây tôi hỏi đồng chí là thực ra bây giờ thì anh thì bây giờ tôi quá cái cách đặt vấn đề của anh thì tôi hiểu là vấn đề thanh như cái việc đó, chúng tôi làm đấy cũng là vì nhiệm vụ và phân công của là chỉ huy rồi. Tôi đồng ý là làm thì trong quá trình làm việc thì nếu như là về tôi báo cáo anh, tôi cũng chưa rõ anh là làm ở đâu, làm gì, nhưng mà cái cách đặt vấn đề của anh thì phần nào tôi cũng hiểu. Tôi nói với anh biết anh em mình toàn dân trong nghề không à. Nhưng mà tôi lưu ý đồng chí là tôi nói làm việc là dựa trên cơ sở pháp luật, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, đúng chưa? Nếu như chứng minh được lỗi tôi vi phạm, tôi nộp ngân sách nhà nước. Đúng chưa? Tôi rất ok với cái này. Việc nộp ngân sách nhà nước là cái nghĩa vụ của công dân. Đó, còn nếu không chứng minh được cái lỗi tôi vi phạm thì đừng có hòng. Đây tôi nói thẳng luôn. Còn tôi làm ở đâu thì tôi rồi, nghĩ không, chắc là anh đặt vấn đề là tôi hiểu rồi. Về ban đầu tôi bước ra tôi hiểu rồi. Thế bây giờ tôi ý kiến rồi. Là cái biển này không đạt chuẩn, ý đồng chí thế nào? Không, thì cái này vấn đề này cắm biển thì do bên tôi còn chưa xem súng có dán tem kiểm định, có dán ngày kiểm định rồi, hết hạn kiểm định đâu. Dạ đúng rồi. Tôi còn chưa xem á, còn cái hình ảnh có đạt chuẩn hay không. Rồi, tôi chưa xem đâu. Đây tôi với đồng chí đang ghi xác định biển. Mình cũng xin lỗi cũng qua là cái việc tiếp xúc cái qua công việc, qua cái phát hiện vi phạm của anh thì bây giờ thì tôi thì cũng bây giờ tôi muốn kiểm tra giấy tờ anh mà xin biết anh phải biết đến để tôi tiền xin ô làm việc anh chứ. Tôi lưu ý đồng chí là giấy tờ tôi đầy đủ. Dạ thì tôi biết. Nhưng rồi mà theo quy định là tôi chỉ xuất trình giấy tờ khi liên quan đến nghiệp vụ, khi có lý do chính đáng, đúng không? Nếu như bây giờ đồng chí nói tôi vi phạm và đồng chí chứng minh lỗi thì tôi vi phạm, tôi sẵn sàng xuất trình đầy đủ giấy tờ cho đồng chí kiểm tra. Còn nếu như tôi vi phạm, tôi tán thành cái việc mà các đồng chí lập biên bản vi phạm. Tôi nói là tôi đầy đủ giấy tờ mà tôi đi từng ở trong cái đây thì đồng chí biết rồi. Thì xe Gia Lai ra thì tôi biết rồi. Đấy bây giờ tôi nói đồng chí tôi đang đi công tác rất là bận nên mà đồng chí làm mất thời gian của tôi như này. Tôi hỏi đồng chí Hoàng Phước Tế. Đồng chí cản trở công việc của tôi, đồng chí làm mất thời gian của tôi thế này thì bây giờ làm sao? Bây giờ tôi điện lên Ủy ban An toàn giao thông năm vừa rồi công bố 13 số điện thoại đường dây nóng, hai là C67 trực tiếp lên Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, ba là Phòng Cảnh sát Giao thông 63 tỉnh thành trong đó có Thừa Thiên Huế mình, đường dây nóng. Thì báo cáo anh thì bây giờ nếu như anh đã phản ảnh thì anh phản ảnh luôn, vì chúng tôi là cùng vì nhiệm vụ cái việc chung của đơn vị phân công thì cùng anh em chấp hành tất cả mọi vấn đề. Còn ngoài cái việc là bên xử lý về mặt nghiệp vụ thì chúng tôi cũng dựa trên cơ sở phân công theo kế hoạch và của ban chỉ huy phòng. Việc thì chúng tôi đi làm thì như vậy thôi, nhiều như công việc thường ngày. Còn nếu anh ở đâu thì anh theo quy định cái biển này thì của bên ngành giao thông cấm thì nó sai ở đâu thì cũng nhờ anh phản ảnh giúp cho hoặc là để họ bổ sung những cái vấn đề còn thiếu sót. Bây giờ tôi nói ngắn gọn với đồng chí như này tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rồi tôi chưa xem hình ảnh, chưa xác định là tôi có vi phạm không. Ở đây tôi đang xác định là cái việc mà có cấm, có hạn chế tốc độ hay không. Yeah. Chứ còn tôi chưa xem hình, đúng không? Yeah. Mà tôi xem hình, ví dụ như nếu như súng mà không được kiểm định, không dán căng này, kiểm định là như vậy là cũng lại lại sai với điều lệ ngành. Thôi thì bây giờ như này, em hiểu rồi. Bây giờ tôi đi, tôi đi, được chưa? Thì anh cũng đôi lúc anh ở đâu thì tôi anh biết điểm, anh có biết không? Tôi ngoài Hà Nội. Không, anh nói về tôi biết rồi. Rồi, giờ tôi đi. Tôi đi thế cái gì chào thiếu tá. Thì anh có gì đừng nản với em tí, có gì thôi bây giờ anh em thì nghĩ nó quá cùng là anh em ai cũng ghi nhiệm vụ cả thôi. Rồi. Nhưng mà riêng xin lỗi anh tên gì? Tôi tên Thuận. Rồi. Rồi. À, xin lỗi anh không tặng đâu. Tôi hả? Anh em thì mình không nếu như thông qua cái việc này thì anh thôi được rồi. Anh như vậy cái chuyện thì này em xin ghi nhận, đúng không? Ghi nhận để em cũng có trên quá trình công tác trên đường thì về để có tham mưu đề xuất với ban chỉ huy phòng và để ban chỉ huy phòng đề xuất ban giám đốc để có kiến nghị về để xem lại cái điểm này để mà kiến nghị cắm lại cho nó đúng theo quy định. Nói thật với anh là tôi chuyên tư vấn cho doanh nghiệp về mặt pháp lý, nói thế thôi. Rồi. Không phải nói riêng trong công tác thì như thế này cả, bởi tôi nói riêng anh Thuận đặt vấn đề là tôi hiểu anh như thế nào thôi. Rồi, nhất trí. Rồi, thôi rồi, thế tôi đi đây thiếu tá. Còn ra mời anh xem anh, đúng không? Để anh cùng, nếu như anh đang nói mày thôi, thì con anh nói thì... Ở đây tôi nói, tôi không trốn tránh những cái chuyện mà nó không tránh rồi. Không, nhưng cái gì nó phải tâm phục khẩu phục. Không, ở đây tôi nói thẳng luôn. Tôi không trốn tránh cái việc nộp ngân sách nhà nước, nhưng mà cái gì nó cũng phải tâm phục khẩu phục. Nếu như chứng minh được lỗi vi phạm, tức là tại cái điểm D mà khoản 2 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tức là người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính phải có cái nghĩa vụ chứng minh cái hành vi vi phạm. Còn tổ chức cá nhân mà bị áp dụng cái biện pháp xử lý vi phạm hành chính là có quyền chứng minh. Kiến nghị cái biện này đã rồi thấp, theo quy định là cao thấp, độ cao thấp, tầm nhìn thì chúng tôi xin ghi nhận. Rồi thế là coi như anh em mình coi như lần đầu tiên gặp nhau thế thôi. Bởi nói chuyện báo cáo với anh, tôi là tổ trưởng, anh như mọi vấn đề tôi phải xử lý. Rồi, còn đồng chí mà tổ viên thì anh cũng là xin lỗi anh, rồi, là bỏ qua cho là những cái tổ viên của anh. Ok. Tôi nhắc tiền cho xin số điện thoại của anh. 0986.